Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay quay đầu suy giảm sau tín hiệu từ Fed. Cụ thể như sau, trong phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 18 tháng 8, giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi đã chạm ngưỡng 1.791 USD trên ounce khi Fed dự kiến bắt đầu hạn chế lượng mua trái phiếu doanh nghiệp từ tháng 9 tới. Vàng trong nước có xu hướng tăng. Chênh lệch giữa giá vàng nội và vàng ngoại đang đứng ở ngưỡng 7,8 triệu đồng trên một lượng. Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên chiều tối nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay, cụ thể là 10 giờ 50 phút, giá vàng SJC tại khu vực Hà Nội được công ty cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch mua bán đứng ở ngưỡng 56,65 cho đến 57,37 triệu đồng trên mỗi lượng, đi ngang ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Vàng SJC trên hệ thống Phú Quý niêm yết giao dịch mua bán đứng ở ngưỡng 56,60 cho đến 57,60 triệu đồng trên mỗi lượng, giá mua và giá bán cùng đi ngang so với cuối ngày hôm qua. Còn vàng Doji trên thị trường Hà Nội niêm yết giao dịch mua bán đứng ở ngưỡng 56,25 cho đến 57,85 triệu đồng trên mỗi lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Tại giá chân mua vào của vàng miếng SJC có ngưỡng 56,65 triệu đồng trên lượng và giá chân bán ra có ngưỡng 57,70 triệu đồng trên mỗi lượng. Các loại vàng nữ trang khác trong phiên sáng ngày hôm nay, giá vàng 24K, vàng Tây 18K và vàng nhẫn 14K cũng đồng loạt đứng yên ở cả hai chiều giao dịch. Còn với thị trường vàng thế giới, vàng giảm nhẹ từ đỉnh hơn một tuần trong phiên giao dịch ngày thứ ba ngày 17 tháng 8 vì một số nhà đầu tư lựa chọn đồng bạc xanh thay cho vàng khi mà số ca mắc biến thể Delta gia tăng đe dọa tới sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 8, giá vàng giao ngay giảm thêm 0,03% xuống 1.785,4 USD trên một ounce vào lúc 6 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 0,02% xuống 1.787,45 USD trên một ounce. Tới thời điểm 10 giờ 40 phút trưa nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.789,92 USD trên một ounce. Mặc dù đã phục hồi nhẹ nhưng sức phục hồi này chưa đủ mạnh, vì bên cạnh đó có đồng USD mạnh đã gia tăng áp lực lên kim loại quý. Theo ông Daniel Pavilonic, chiến lược gia thị trường cấp cao tại LGO Future cho biết, dù vậy, lợi suất trái phiếu đang hỗ trợ một chút cho giá vàng và khả năng cao chúng ta sẽ ghi nhận lạm phát mà không có đợt tăng lãi suất nào, ông Pavilonic nói thêm. Đồng bạc xanh cũng được lợi từ một số nhu cầu trú ẩn an toàn vì số liệu bán lẻ của Mỹ không tốt, số ca mắc COVID-19 gia tăng trên toàn cầu, khủng hoảng tại Afghanistan làm giảm khẩu vị đối với tài sản rủi ro như là chứng khoán. Tại thời điểm khảo sát trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ tăng 0,57% lên 93,148 điểm. Vàng thường cạnh tranh với đồng USD trong vai trò là nơi lưu trữ giá trị an toàn tại thời điểm bất ổn chính trị và tài chính leo thang. Với đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Theo đó, làm giảm đi sức hấp dẫn của kim loại quý. Sự tập trung của thị trường hiện chuyển sang báo cáo cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ được công bố vào hôm nay ngày 18 tháng 8 để có thêm thông tin về việc giảm kích thích của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trong đêm ngày hôm qua, ngày 17 tháng 8 năm 2021 theo giờ Việt Nam, trong buổi trả lời báo giới, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell đã cho biết rằng tăng trưởng việc làm và lạm phát thời gian vừa qua đã đủ điều kiện để đảm bảo có thể đưa ra quyết định thắt chặt tiền tệ. Fed dự kiến bắt đầu hạn chế lượng mua trái phiếu doanh nghiệp từ tháng 9 tới và từ tháng 10 sẽ cắt giảm tăng lên. Fed cũng cho biết sẽ tăng lãi suất đồng USD vào cuối năm 2022 tới. Mặc dù Fed đưa ra thông tin như vậy nhưng giá vàng không giảm sâu bởi Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố doanh số bán lẻ yếu hơn so với kỳ vọng. Cụ thể, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 giảm 1,1% so với tháng 6 và giảm mạnh hơn so với mức dự báo là 0,3%. Nguyên nhân là do đứt gãy chuỗi cung ứng bởi dịch bệnh gia tăng mạnh. Kinh tế Mỹ cho thấy kém khả quan sẽ khiến nhà đầu tư chưa vội bán vàng sau khi thông tin của Fed. Biên bản cuộc họp tháng 7 sẽ được Fed công bố vào ngày hôm nay, ngày thứ Tư. Biên bản này sẽ cho nhà đầu tư thấy rõ hơn về quan điểm của Fed về lạm phát tăng trưởng, thị trường lao động. Vào hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, ông Eric Lucerne nói rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản ngay từ tháng 9 nếu có thêm một bản báo cáo việc làm khả quan.
Chúng tôi tin rằng việc Fed tiến tới cắt giảm chương trình mua tài sản đã được phản ánh hết vào giá vàng. Vấn đề còn lại là chương trình này sẽ được cắt giảm với tốc độ như thế nào, theo nhà phân tích James Steele của HSBC viết trong một báo cáo. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin tổng hợp tại thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở thời điểm này, tại thị trường vàng trong nước vẫn duy trì ổn định và neo ở mức cao. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.665.000, bán ra 5.735.000. SJC Hà Nội mua vào 5.665.000, bán ra 5.737.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.615.000, bán ra 5.770.000. Doji Hà Nội mua vào 5.625.000, bán ra 5.785.000. Tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 5.650.000, bán ra 5.735.000. Phú Quý SJC mua vào 5.660.000, bán ra 5.760.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.680.000, bán ra 5.735.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố cũng không có sự điều chỉnh về giá. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.665.000, bán ra 5.737.000. SJC Nha Trang mua vào 5.665.000, bán ra 5.737.000. SJC Cà Mau mua vào 5.665.000, bán ra 5.737.000. SJC Bình Phước mua vào 5.663.000, bán ra 5.737.000. SJC Huế mua vào 5.662.000, bán ra 5.738.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.665.000, bán ra 5.735.000. SJC Miền Tây mua vào 5.665.000, bán ra 5.735.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.665.000, bán ra 5.735.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.667.000, bán ra 5.740.000. Tiếp theo là vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC cũng không có sự điều chỉnh về giá. Đầu tiên là nhận bố số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.085.000, bán ra 5.155.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.055.000, bán ra 5.125.000. Vàng 24K mua vào 4.974.3.000, bán ra 5.074.3.000. Vàng 18K mua vào là 3.659.1.000, bán ra 3.859.1.000. Vàng 14K mua vào là 2.803.2.000, bán ra 3.003.2.000. Vàng 10K mua vào là 1.952.3.000, bán ra 2.152.3.000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên chiều tối nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.